nhanh lên, nhanh lên. Chạy lên tụi bay. Chạy đi anh em ơi, tranh thủ đi. Rồi, biết rồi. Nhanh tay nhanh chân lên. Biết rồi. Chạy đi. Lẹ lên. Làm nhanh chút xíu đi. Rồi. Giác lẹ chút xíu nữa. Thôi. Đỡ lên nè. Ê. Cảm ơn mày nha. Mày nhường lại chén cơm cho tao. Ở nghĩ con mẹ gì. Có qua có lại mà. Mày giúp tao thắng bài thì tao giúp mày kiếm cơm. Vậy thôi. Cái sáo quá mày. Tất cả nhanh tay anh em ơi. Hàng chất xong anh em mình lên xe chạy luôn. Ê. Sao nói một tiếng nữa. Xe mới chạy mà giờ xuất phát luôn vậy. Bây giờ á, tụi cướp đã lộng hành lắm. Để đảm bảo an toàn cho nên họ mới thay đổi giờ xuất phát. Vậy tranh thủ tao vô bụi, tao giải quyết xong tao quay lại đi luôn nha. Ê, đi đâu đó? Dạ. Nè, mày đi đâu đó? Em đau bụng quá, kêu em đi vô bụi. Lại đi. Lớn nè. Giữ mặt hả? Dạ không có. Em đau bụng. Tao cho mày đi 3 phút thôi nha. Dạ dạ dạ. Lẹ đi mày. Lẹ lên, lẹ lên. Nhanh tay lên đi. Nhanh tay nhanh chân lên. Nhanh. Khóa lại cẩn thận. Đúng đó. Rồi, lên. Rồi, lẹ lên thôi. Lẹ lên. Đi. Nè, mày vô coi nó làm cái gì mà lâu quá vậy? Bà kệ ơi, sống chứ mày. Đợi chút, sắp xong rồi. Đau. Vô coi thử coi. Ừ. Lẹ lên. Khỏe ơi. Khỏe. Mày làm gì lâu vậy? Khỏe, đi khỏe. Để lên. Ừ. Đi. Gì? Anh em cứ bình tĩnh đi. Mày là thằng nào? Nè anh em, dù hôm nay có phải bỏ mạng ở đây cũng phải bảo vệ số hàng này an toàn cho tôi. Hôm hôm tôi bỏ số hàng lại rồi biến đi, tao sẽ tha cho cái mạng chó của mày. Mày tự tin quá đó. Mày có biết tao là ai không? Tụi bay đó, dân cướp cạn, có kẻ thôi. Dừng lại. Cuộc đời ăn cướp của tao chưa bao giờ gặp được một thằng nào mà giống như mày vậy. Tao thích mày rồi đó. Hôm nay tao sẽ cho anh em mở rộng tầm mắt. Ah!
Đại ca. Đại ca. Ôi chạy, thủ theo, nhanh lên. Xuống đây. Đại ca, anh không cần giết cậu như vậy đâu. Trời, tôi ghét nhất là những thằng tỏ ra anh hùng, chỉ có thắng và thua thôi. Nhưng mà nhưng nhị gì hết. Sao, giết người phải xin phép này à? Không phải đâu. Đừng có nói nhiều nữa. Hai thằng mày ở lại lo cái xác này. Số hàng ngày mai tao sẽ đẩy sớm. Các anh em còn lại theo tao áp tải chuyến hàng về. Số mày đen định gặp nạn. Đừng có trách tụi tao. Anh xin lỗi, anh làm em giật mình hả? Đâu có đâu, em nằm á, em đợi tới khi anh về rồi ngủ luôn. Mà em ngủ quên hồi nào em không hay nữa. Anh, có chuyện gì hả? Sao vậy anh? Anh có chuyện gì hả? Sao em thấy anh lạ quá? Không có gì đâu, anh không sao. Thôi bây giờ anh ra thay đồ rồi ngủ nha. Em ngủ trước đi. Dạ. Công nhận ông anh có số đỏ thiệt. Hàng về liên tục. Kiểu này không bao lâu nữa ông anh sẽ làm trùm xứ này. Thôi anh đừng có nói nhiều nữa. Kiếm hàng đưa tiền đủ là được rồi. Đàn em của ông anh nóng tánh vậy? Tôi chỉ nói chơi chút vậy thôi mà. Ông anh thông cảm. Thằng này nó không thích nói chơi. Nó chỉ làm thiệt thôi. Ông anh yên tâm đi, hàng của tôi đảm bảo là hàng thật. Cứ để coi. Ông anh làm khó thằng này rồi. Hàng thì đẹp nhưng mà toàn đồ giả. Má mày nói cái gì? Mày tính chơi tao hả? Ông anh bình tĩnh. Nếu đây là đồ thật thì không có trầy xước như vậy. Kiểu này ông anh chơi tôi thì có.
cha. Mẹ nó, không lẽ tụi Cam chơi mình? Lần sau nhớ giao dịch cho đàng hoàng nha. Vậy tụi bay.